Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua, hình ảnh xe bồn tưới cây trên đường Nguyễn Trãi ở quận Thanh Xuân dưới trời mưa tầm tã khiến không ít người khó hiểu. Hình ảnh khi đăng tải cũng đã thu hút nhiều ý kiến trên các diễn đàn. Đa số người dân cho rằng việc tưới cây giữa trời mưa lớn là không cần thiết, gây lãng phí tiền của và nhân lực. Còn từ phía đơn vị phụ trách tưới cây lại chia sẻ họ tưới cây ở gầm đường sắt, đất vẫn khô vì nước mưa không rơi vào khu vực đó. Đây là hình ảnh được chính công nhân ghi hình lại khi tưới cây bên dưới tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn qua hầm Thanh Xuân, hướng từ Hà Đông đi ngã tư Sở. Và sau đó, chiếc xe này tiếp tục di chuyển đến khu vực đường Hoàng Cầu. Trời thì mưa, nhưng chúng tôi vẫn phải đi tưới, nhưng chúng tôi tưới ở những cái vị trí ở bên dưới gầm cầu mà mưa là không tới nơi thì chúng tôi mới tưới. Chứ không phải là chúng tôi tưới ở bên ngoài trời mà trời mưa thì đặc biệt là chúng tôi không bao giờ chúng tôi tưới cả. Gói thầu cải tạo chỉnh trang cây xanh dưới gầm đường sắt Cát Linh Hà Đông do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc và Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 thi công. Công ty Hà Thành hỗ trợ cho thuê thiết bị xe máy và công nhân khi cần thiết. Gói thầu này đang trong giai đoạn duy tu, duy trì 1 năm và đến ngày 30 tháng 6 sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý chuyên ngành. Để cây phát triển ổn định sau khi trồng, thời gian nắng nóng mùa hè này, gần như ngày nào các đơn vị cũng phải tưới cây. Cũng có một số cái bài báo đăng lên là Hà Nội tưới cây vào đúng cái trời mưa, nhưng mà chúng tôi đã cũng đã cho anh em kiểm tra check lại một lần nữa, mặc dù anh em đã kiểm tra và báo cáo rồi, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu là check về kiểm tra một lần nữa xem là độ ẩm nó thế nào mà lại tưới. Thì anh em có gửi hình ảnh và video và chúng tôi đã ra kiểm tra rồi. Thực tế ở đấy là đất là vẫn đang khô cằn, bạc màu. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận việc tưới cây trong điều kiện thời tiết mưa tầm tã rất phản cảm, dễ làm dư luận hiểu lầm. Mỗi một người một cái góc độ nhìn nó cũng khác nhau, thì người ta chưa đi vào chi tiết, thì cái này thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo là nó không tưới vào cái thời gian mưa nữa. Tưới cây, rửa đường hay cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão là những việc làm cần thiết để đảm bảo thành phố luôn sạch, đẹp, an toàn. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng lúc, đúng thời điểm thì dễ gây phản ứng trái chiều, bức xúc. Và đã không ít lần, những hình ảnh phản cảm như thế này diễn ra trên các tuyến phố tại Hà Nội.